Gay, ý bọn tôi là gay cấn chứ không phải chỉ các viewer thân yêu của hai dân tộc đâu. Sau một màn show kế hoạch vừa thâm vừa lộ như nách ai đó thì cuối cùng người ấy cũng xuất hiện. Người này không chỉ ngầu như đi cầu chưa rửa đít mà lại còn rất biết chiều lòng các viewer hai dân tộc khi cosplay dân Hải Phòng. Không lòng vòng mở combat cực căng cho anh em xem ngay và luôn. Không để anh em hóng nữa, vào việc luôn nhá. Mời anh em đến với nội dung cực kỳ hấp dẫn của series Overlord đặc biệt ngày hôm nay. Abedo truy đuổi theo bộ Power Suit, bỏ lại Ensberger một mình. Nếu tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch, sự kiện chính sẽ sớm bắt đầu. Ngay sau khi thi triển sẵn lục bảo ngọc thể để phòng thủ, Ens nhanh chóng cảm nhận được Delay Teleportation bị kích hoạt. Kẻ địch đang tới, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân chính là mục tiêu chứ không phải Abedo. Một đối thủ duy nhất đang dịch chuyển tức thời tới ngay phía sau lưng Ens, anh liền đặt sẵn vài quả mìn ở đó để chào đón hắn và đứng yên chờ đợi. Giả ngơ như thể không biết gì. Ngay khi những quả mìn bị kích nổ, anh mới di chuyển ra xa và quay lại quan sát đối thủ. Đứng trong làn khói bụi của vụ nổ là một bộ giáp kim loại sáng loáng màu bạch kim, với 4 vũ khí lớn bay lơ lửng xung quanh. Để tiện cho anh em theo dõi thì tôi xin giới thiệu luôn. Bộ giáp đó có liên quan đến Platinum Dragon Lord. Cho anh em nào chưa biết ông ấy là ai thì HD Tộc đã có hẳn một video giới thiệu và phân tích về chúa tể rồng bạch kim. Anh em nhớ vào xem nhé, không hay không lấy tiền, chỉ lấy view. Và trong video hôm nay tôi xin tạm gọi bộ giáp này là Sa cho ngắn gọn, hoặc là Riku nhưng không phải ông vua Dressrosa vì ông ấy tự xưng như thế. Quay lại trận chiến, Ains bắt đầu phân tích đối thủ. Hắn ta có một cây thương, một thanh katana, một cây búa và một cây trọng kiếm. Cũng may là không có cây liềm hay cây phóng lợn nào nên không có gì phải xoắn. Dựa vào màu sắc thì có thể vũ khí và bộ giáp có cùng chất liệu bạch kim. Ở tân giới, đây là một loại kim loại quý, có giá trị cao về mặt kinh tế, tuy nhiên nó lại không chứa sức mạnh gì đặc biệt cả. Do đó, Ains đoán nó được mạ bạch kim để che giấu thứ kim loại cao cấp hơn bên trong. Trong Nazarick không thiếu những thứ như thế, ví dụ như là con pet của Kyohuku chẳng hạn. Nó là một con tiểu cường bạch kim cỡ bự có level khoảng 70 theo web novel. Chị em mà gặp con này thì chỉ có mà khóc thét. Đúng là chuyên gia kinh tế, bậc thầy định giá, chúa tể sưu tập, vừa thấy đồ của người khác là tính ngay xem bán đồng nát được bao nhiêu tiền rồi. Chỉ nể số mấy cái này là nhanh. Đùa chút thôi, chứ Ains vẫn để ý đến phản ứng của đối thủ khi dẫm phải bãi mìn vừa rồi. Hắn không hề suy chuyển hay tỏ ra đau đớn như thể đòn đó chẳng khác nào mũi đốt inox. Đây là một điều hoàn toàn vô lý khi Explode Mine là một ma pháp cấp cao và không gây sát thương dạng nguyên tố, do đó nó không thể bị vô hiệu hóa đơn giản như vậy. Vậy thì có thể đối thủ đang gồng cơ đít thít cơ mông, cố gắng chịu đau để ra vẻ khu ngầu, hoặc có thể là một trường hợp khác. Để tìm hiểu rõ vấn đề, Ains quyết định dùng chiêu thức hai em mình làm quen nhá để moi thông tin. Tuy nhiên đụng ngay người Hải Phòng chuyển sinh, Sa không lòng vòng nghe ngóng mà điều khiển ngay cây búa bay tới với một tốc độ chớp nhoáng và nện cho anh xương một phát. Đối thủ ra búa nhưng Ains không kịp ra bao để phòng thủ. Cũng may nhờ ma pháp phòng thủ trước đó nên anh xương không phải chịu sát thương từ đòn đánh này. Anh cũng thấy nhẹ cả người vì đối thủ khá vội vã, hoàn toàn không muốn câu giờ, chứng tỏ chắc chắn mục tiêu chính bị nhắm đến lần này là anh chứ không phải Albedo. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp trong kế hoạch của Ains. Anh tường kế tự kế, cười lớn và thể hiện bản thân không hề hấn gì sau đòn vừa rồi. Sau đó bốc phét rằng mình đã chuẩn bị sẵn để kháng lại hoàn toàn các đòn tấn công dạng đập. Sau khi test thử đối thủ, Sa biết rằng kèo này khó nhằn, anh ta liền sử dụng rào chắn cô lập thế giới. Từ vị trí của bộ giáp, một kết giới từ từ mở rộng ra cho đến khi đạt được bán kính khoảng 1 km. Nó khá lớn nhưng các thủ vệ tầng đều nằm bên ngoài rào chắn này. Ains đoán đối thủ muốn tạo phòng solo và giải quyết mọi chuyện bên trong rào chắn. Hắn đến giờ vẫn chưa cố gắng tẩy não anh, về khả năng cao tên này không phải là kẻ đã cố gắng NTR Shaltir. Tuy nhiên, ma pháp này nằm ngoài tầm hiểu biết rộng lớn của anh trong game Yggdrasil, do đó anh không thể chủ quan với đối thủ này được. Hắn ta dám gạ kèo solo dù biết rõ anh là vua pháp thuật hùng mạnh thì chứng tỏ cũng ra gì đấy. Ains muốn test thử cơ chế của rào chắn này nhưng không có nhiều thời gian. Theo anh đoán thì ít nhất nó có thể chặn ma pháp dịch chuyển tức thời. Với quy mô như này thì ít nhất nó cũng phải sánh ngang với siêu cấp ma pháp hoặc World Item. Do đó anh quyết định tiếp tục quan sát và phân tích đối thủ. Ains đã sử dụng ma pháp để theo dõi HP và MP của đối thủ từ trước đó. Anh nhận thấy hắn tiêu hao khá nhiều HP khi thi triển ma pháp này, còn MP thì lại không có gì thay đổi. Vậy thì có khả năng đối thủ là một chiến binh thuần túy. Ains nghĩ sau khi đối thủ đã giam được anh trong không gian này, có lẽ hắn sẽ thoải mái hơn để trò chuyện. Do đó Ains tiếp tục cố gắng cậy miệng hắn ta để moi thông tin. Anh giới thiệu bản thân và dò hỏi danh tính của bộ giáp. Sau vài giây im lặng, hắn ta tự xưng danh là Riku Agnea. Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn đó thôi nhưng Ains có thể luận ra nhiều điều. Thứ nhất, đối thủ đã quyết định dành thời gian để trò chuyện và để lộ thông tin thay vì tiếp tục vội vàng tấn công, chứng tỏ hắn tự tin rào chắn này nội bất xuất ngoại bất nhập hoặc là đã chịu làm quen Ains sau bao nỗ lực inbox. Thứ hai, các tài liệu tình báo của Sebas và Demiurge không đề cập đến cái tên Riku Agnea. Một kẻ mạnh mẽ như vậy không đời nào có thể lọt qua mạng lưới thu thập thông tin của họ. Như vậy khả năng cao hắn đang cố che giấu danh tính của mình. Theo những gì anh có thể nhớ, chỉ có hai sinh vật mạnh mẽ có mối liên hệ với bạch kim. Một trong số đó không phải là chủng hình người, kẻ còn lại là một thành viên của thập tam anh hùng. Ains đem hoài nghi đó trực tiếp hỏi đối thủ, hắn ta bình tĩnh trả lời và cũng không phủ nhận điều đó. Chưa cần biết Riku đang nói thật hay nói dối, Ains vẫn tiếp tục kế hoạch của mình bằng mời hắn ta và băng hải tặc của mình. Đấy, lộ kịch bản, mời hắn ta làm thuộc hạ của mình. Joke hơi nhạt, Riku đã xem và giữ nguyên tư thế như khi mới đến. Anh tiếp tục màn trò chuyện như độc thoại của mình và cố gắng gạ gẫm Riku, đồng thời lấy Mormon ra làm ví dụ.
và nếu Riku chấp thuận, Aen sẵn sàng dừng cuộc trinh phạt vương quốc lại. Riku từ chối đề nghị đó như một cách nhanh chóng và dứt khoát, hệt như cách Crush từ chối lời tỏ tình của tôi vậy. Điều đó nghĩa là Riku tự tin rằng bản thân có thể đấm vỡ mồm Aen để giải cứu vương quốc, hoặc là hắn chỉ muốn đóng sẽ gầy, thích va chạm với vua pháp thuật mà không khe đến vương quốc, bởi ngoài kia còn có đội quân đông và cờ lờ của vương quốc Sorcerer vẫn đang tiếp tục tàn phá nơi này. Trong khi Aen vẫn đang suy đoán thì đối thủ thi triển kỹ năng tiếp theo, Cloak of Light, trông khá mạnh nhưng lại rất thái dương hạ sàn của chú sư cọ bên bi rồng. Bộ giáp tỏa ra một ánh sáng chói lọi, nhưng anh bạn à, Aen đâu có mắt. Điều duy nhất khiến anh phải chú ý đó là HP của Riku lại sụt giảm sau khi sử dụng kỹ năng đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, Aen đã tìm ra cơ chế sử dụng sức mạnh của đối thủ. Không giống như MP, HP có thể được phục hồi thông qua nhiều phương thức khác nhau trong chiến đấu. Do đó, các kỹ năng được sử dụng thông qua HP thường yếu hơn so với MP. Sức mạnh của kỹ năng tỷ lệ thuận với lượng HP cần phải hy sinh. Riku đã chọn tiếp tục chiến đấu, điều đó có nghĩa là không có đàm phán gì hết. Aen ngay lập tức thi triển Greater Teleportation để dịch chuyển ra bên ngoài. Kết quả là anh chỉ có thể dịch chuyển đến rìa rào chắn. Điều đó có nghĩa là rào chắn ngăn cản sự dịch chuyển xuyên qua nó, nhưng dịch chuyển bên trong thì vẫn ok. Anh đánh đổi một con bài của mình để lấy thông tin về kỹ năng của đối thủ. Như vậy cũng không quá tệ, Aen tiếp tục test rào chắn bằng tay, vật phẩm hay ma pháp khác nhưng không có gì có thể xuyên qua nó. Delay Teleportation của Aen tiếp tục bị kích hoạt, Riku đã đuổi đến nơi. Aen sử dụng lục bảo ngọc thể và cố tình đứng quay lưng về phía đối thủ để nhận một đòn lần nữa. Sát thương bị vô hiệu hóa hoàn toàn, thông thường thì hiệu ứng kèm theo cũng sẽ biến mất, nhưng ngạc nhiên thay, đòn đánh đó vẫn khiến Aen bị đánh bay về phía hàng rào. Aen chậm rãi quay lưng lại về phía Riku, bộ giáp cùng 4 vũ khí giờ đây phát sáng chói lọi trông ngầu hơn hẳn trước đó, có lẽ sức mạnh của nó đã được cường hóa thêm. Đúng là đồ được sơn hiệu ứng vào là khác bọt hẳn. Anh để ý Riku lại mất thêm một chút HP, có lẽ là do hắn vừa sử dụng dịch chuyển tức thời. Aen tiếp tục khoe mẽ và khả năng miễn nhiễm sát thương vật lý và chế giễu xem đối thủ sẽ đối phó với anh bằng cách nào. Đương nhiên Riku ngu gì mà trả lời, thay vào đó ông sẽ cho Aen biết thế nào là lễ hội. Aen bực mình với thái độ của đối thủ nhưng vẫn phải cố duy trì chiến thuật võ mồm. Nhưng Riku có vẻ thích nói chuyện bằng võ tay hơn, lần này thanh trọng kiếm sẽ là vũ khí được xuất chiến. Nếu đối phương thích đánh bằng vũ khí trôi nổi thì anh cũng chiều. Aen triệu hồi ra hai thanh hắc diện thạch kiếm và phản công. Một thanh kiếm đen bị trọng kiếm đỡ được, thanh còn lại bị Riku né bằng một động tác vô cùng bất thường, thiếu tự nhiên khiến Aen phải sốc. Ngay cả bậc thầy cận chiến như Cocytus cũng không thể làm được như vậy. Đó là một cú lộn nhào mà không có động tác hạ trọng tâm để lấy đà. Dù đang sử dụng fly thì có thể động tác đó là không cần thiết, nhưng đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể, nên ngay cả một bậc thầy với bay lượn cũng khó mà hoàn toàn bỏ qua được nó. Trong khi Aen còn đang bối rối và khó chịu, thì Riku sử dụng các vũ khí khác đánh bật hai thanh kiếm của anh còn thanh trọng kiếm để tấn công. Các vũ khí của đối thủ cứ như thể có tư duy riêng khiến Aen liên tưởng đến khả năng chiến đấu độc lập của Staff of Aen Ogo. Aen sử dụng Wolf Skeleton để đỡ đòn, kết quả là bức tường bị phá vỡ bằng một đòn duy nhất khiến anh khá ấn tượng. Thanh trọng kiếm tiếp tục truy đuổi anh dù Riku vẫn duy trì tư thế ban đầu. Aen bắt đầu cảm thấy mình đang chiến đấu với một kẻ điều khiển rối, với một tay điều khiển bộ giáp và tay kia điều khiển vũ khí. Cây trọng kiếm không ngừng đi theo Aen, khiến anh phải rút ra cây triệu bùng nổ để đối phó. Anh đỡ một đòn giáng từ trên xuống của cây kiếm và bị ép chặt xuống đất. Những cây vũ khí này khá phiền và tiếc là Aen không có kỹ năng phá hủy vũ khí, dùng axit để ăn mòn thì khá mất thời gian. Do đó, cách hiệu quả nhất để anh giành chiến thắng là tấn công Riku. Aen thi triển ma pháp yêu thích của mình, Grasp Heart, aka bóp chim, à nhầm bóp tim. Tuy nhiên, Riku này vốn là một kẻ vô tâm, do đó ông không hề hấn gì mà còn tấn công Aen nhanh và mạnh hơn bằng thanh trọng kiếm. Hứng chọn đòn đó, Aen bị đánh bật lại và va vào rào chắn phía sau lưng. Anh Sương liền sử dụng dịch chuyển để bay lên không trung nhằm chiếm lấy high ground. Aen không muốn bỏ lỡ trận chiến này nên không chạy trốn hay câu giờ mà chỉ dịch chuyển ngay gần đó. Một lần nữa anh sử dụng lục bảo ngọc thể. Riku dễ dàng quan sát thấy Aen và bay thẳng về phía đó. Có lẽ vũ khí của hắn ta cũng có hạn chế về tầm hoạt động. Aen cũng không ngần ngại lao thẳng vào đối thủ. Vũ khí của hai người va chạm mạnh khi họ lướt qua nhau. Sau đó Riku đáp đất để chuẩn bị cho loạt tấn công tiếp theo. Điều kỳ lạ là hắn ta không còn cong gối xuống khi tiếp đất khiến Aen nghi ngờ rằng hắn ta có phải sinh vật sống hay không. Rồi Riku bất ngờ, lần đầu tiên dùng tay cầm thanh trọng kiếm lao thẳng về phía Aen với tốc độ bàn thờ. Anh Sương định dùng hai thanh kiếm của mình để chặn lại nhưng chúng bị thanh katana hất văng đi. Aen đành sử dụng vài tia sét bắn ra nhằm cản chân đối thủ. Riku lĩnh chọn đòn đó và phải chịu khá sát thương. Tuy nhiên không chậm lại một chút nào mà vẫn tiếp tục cầm thanh trọng kiếm bong vào đầu Aen. Không dừng lại ở đó, thanh katana chuẩn bị chặt xương nấu cháo từ bên hông. Aen chuẩn bị trả đòn bằng cây triệu bùng nổ. Riku sẵn sàng chịu đòn đó để có thể trade hit với một ma pháp sư. Nhưng bất ngờ chưa ông già, khả năng duy nhất của cây triệu này là để tạo khoảng cách với đối thủ chứ không phải để gây sát thương. Riku bị đẩy lùi ra xa nhưng không hề mất thăng bằng. Tuy nhiên đòn đánh của cây katana bị mất đi độ chính xác và chỉ sượt qua người Aen. Anh Sương chuyển chiến thuật, sử dụng kỹ năng triệu hồi undead bậc 10 để gọi ra một Doom Lord level 70. Một chiến binh cận chiến đóng vai trò làm lá chắn. Đối thủ của anh trông rất chiến binh nhưng lại rất xạ thủ, chủ yếu sử dụng vũ khí để đánh tầm xa. Nên anh Sương không thể đánh giá hết khả năng thực sự của hắn ta. Dựa vào cách Riku xử lý Doom Lord, Aen sẽ có thêm nhiều thông tin hơn. Và đúng như anh dự đoán, Riku lao thẳng về phía Aen và Doom Lord mà không chút do dự. Có lẽ hắn ta muốn nhanh chóng giải quyết quái vật triệu hồi trước. Doom Lord sẵn sàng nghênh chiến với cây Warscythe khổng lồ trong tay.
Có khả năng cao là đối thủ không phải là sinh vật sống nên anh ngầm ra lệnh cho Doomlord xác nhận điều đó. Nhận được lệnh, tên Undead to lớn ngay lập tức kích hoạt kỹ năng đặc biệt của nó, một đêm suy. Vì Doomlord là một quái triệu hồi rất mạnh so với level của nó, do đó nó có một điểm yếu để bù vào, đó là HD tự giảm dần theo thời gian. Việc đó được thể hiện thông qua làn khói đen mang năng lượng tiêu cực len lỏi qua bộ giáp của nó. Và khi kỹ năng đặc biệt kia được kích hoạt, HP của Doomlord tụt nhanh như tụt quần. Đổi lại, làn khói đen tỏa ra xung quanh mạnh mẽ hơn và phạm vi rộng hơn. Làn khói đó giúp chỉ số của Doomlord tăng mạnh, kèm theo đó là vài hiệu ứng bá đạo trên từng hạt gạo như vô hiệu hóa khả năng chống chịu sát thương thông qua chênh lệch level của đối thủ, tăng khả năng chống chịu với các thuộc tính khắc hệ như ánh sáng, thần thánh và các đòn tấn công tính thêm sát thương theo điểm karma. Đồng minh Undead cũng được hưởng sái các hiệu ứng đó, đứng trong màn khói. Đặc biệt hiệu ứng của nó có thể cộng dồn với các kỹ năng khác. Ace cũng không thể cưỡng lại vị thơm ngon của loại buff này, tuy nhiên, muốn sơi thì phải tới gần, nhưng điều đó đồng nghĩa là anh phải đứng gần Doomlord và trong tầm đánh của Riku. Là người hướng nội, không thích ồn ào nên anh Sương quyết định lấy cho mình một cốc Pepsi và một bỏng ngô, sau đó đứng ra xa làm khán giả cho nó lành. Doomlord và Riku trao đổi chiêu thức với một tốc độ chóng mặt, cả hai ngang tài ngang sức trong đòn tấn công lẫn phòng thủ. Tuy nhiên, Riku chứng tỏ bản thân có kỹ thuật và kinh nghiệm chiến đấu tốt hơn, do đó Ace phải đứng đằng sau hỗ trợ Doomlord bằng cách sử dụng Negative Burst để buff máu cho đệ của mình. Tuy nhiên, ma pháp đó lại hoàn toàn không gây ra chút sát thương nào cho Riku. Bằng một cách nào đó, hắn ta miễn nhiễm hoàn toàn với năng lượng tiêu cực. Có lẽ đó là sự chuẩn bị của đối thủ khi đối đầu với một Undead chăng, hoặc ông ta là người luôn tiêu cực giống Thánh Usopp. Trong khi cả hai vẫn chiến đấu không ngơi tay, thì Ace tranh thủ sử dụng ẩn thân hoàn hảo và mon men lại gần Doomlord. Bất ngờ, thanh katana bay với một tốc độ chớp nhoáng xuyên thủng vùng bụng của Ace. Cũng may là mấy đòn đâm chém với lại một người toàn xương như anh toàn là vô dụng. Thanh katana sau đó quay về tiếp tục tấn công Doomlord. Với đòn tấn công giàn mặt đó, chứng tỏ đối thủ có khả năng nhìn xuyên thấu kỹ năng ẩn thân xịn sò nhất của Ace. Riku dường như muốn dồn toàn bộ vũ khí để tấn công Ace, tuy nhiên Doomlord không cho phép làm điều đó. Chiến lược tối ưu nhất lúc này là sử dụng Doomlord làm lá chắn và spam ma pháp tấn công từ xa. Khi con đệ này hy sinh thì anh chỉ việc gọi ra một con mới. Khả năng chiến thắng bằng chiến thuật này khá cao, tuy nhiên chẳng mấy khi có đối thủ mạnh mẽ và thú vị như vậy. Đánh kiểu chắc bài thì lại mất vui. Ace quan tâm tới sức mạnh của đối thủ hơn là mục đích của hắn ta. Anh muốn tìm hiểu hết về các kỹ năng mới lạ của đối thủ này để chuẩn bị đối phó với kẻ thù tương tự có thể xuất hiện trong tương lai. Ace chăm chú quan sát trận chiến trước mặt. Sở dĩ Doomlord không thể áp đảo được Riku là do hắn ta có thể miễn nhiễm với các đòn tấn công mang năng lượng tiêu cực và hệ tâm linh. Với những thông tin đã có được, Ace gần như chắc chắn đối thủ có liên quan đến Golem Construct hoặc chủng nào đó có đặc tính tương tự. Đến giờ, các đòn tấn công của Riku vẫn khá đơn điệu và không sử dụng kỹ năng hay võ kỹ nào. Trong trí nhớ của Ace, có một trong những đứng tối cao là người chuyên sử dụng Golem. Chuyển động của Riku cũng gần giống với Golem do người đó điều khiển. Nếu Riku là một Half Golem thì cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng nếu hắn ta là một Golem thuần túy có gắn loa hoặc được tạo ra bằng các bí thuật thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sức mạnh của Golem tăng theo giá trị của kim loại được sử dụng để tạo ra chúng, khả năng của người chế tạo và các tinh thể dữ liệu được thêm vào. Do đó, Golem cấp cao tương đối tốn kém để sản xuất. Chỉ với kim loại yếu như bạch kim mà Riku đã mạnh như vậy thì cũng không bất ngờ nếu có kẻ khác giống hoặc mạnh hơn hắn ta. Ace cần thu thập thêm thông tin, anh lệnh cho Doomlord xả khói hết cỡ để khô máu với đối thủ. HP của Doomlord như lao dốc không phanh, tuy nhiên với chỉ số tăng vọt, nó đã khiến cho Riku phải chịu thiệt hại. Nhưng chuyện đó không kéo dài được bao lâu trước khi Doomlord chính thức tự hủy. Cuối cùng tân giới cũng có một đối thủ khiến Ace thấy hứng thú và có lẽ bây giờ đã đến lúc anh Sương show off. Đây cũng là lúc video hôm nay off luôn, anh em đừng chửi bọn tôi. Giờ làm phim hay ai mà chả chia part đúng không? Nên thôi, để cho cảm xúc dâng trào như sóng vỗ bờ kèm cảm giác mong chờ hồi hộp thì mời anh em đón chờ part 2, 3, 4 nhé. Và bây giờ, anh em biết phải làm gì rồi đấy, like, share và subscribe cho hai tập thôi nào. Hẹn gặp anh em ở các video hấp dẫn khác của series Overlord đặc biệt và các bộ anime hấp dẫn khác nha. See ya!